Xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Túi Doanh Nghiệp Cần Thơ bên em. Video của Túi Doanh Nghiệp Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý ha. Và số điện thoại của shop 0973 952 507, cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho em hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi pocket đeo chéo bản đồ ha, chất liệu là da canvas của hãng và phối với da thật, những cái đường dây mà nâu nâu là da thật ha, da mộc kết hợp với những cái da canvas bản đồ. Kích thước của bucket rất là xinh xắn, bề ngang là 23, chiều cao là 24 và bề dày là 11 ha, để mình đeo chéo rất là đẹp. Ở đây sẽ có một cái để mình mở ra, thì bên trong lót da và một khóa kéo miệng và thương hiệu ha, thương hiệu dập nổi phần bên trong. Thương hiệu này Made in Italy, thương hiệu này của Ý ha, thương hiệu của Ý. Và sạch đẹp hết, để mình đeo chéo pocket bản đồ có thương hiệu ha, dập nổi trên đinh ốc. Lên dùm shop một mã, ba bảy tám một ha, 790, 3781 790. Và một lớp cầm tay thương hiệu Robusta Dicamano, và lớp này mình cầm tay rất là im ha. Kích thước bề ngang 29, chiều cao 21 và bề dày là 7. Sẽ có một khóa kéo miệng. Bên đây là lót vải ha. Bên đây là lót sạch đẹp Made in Italy. Ở bên trong sẽ có một khóa kéo miệng. Lót bên trong ha, lót bên trong là da tổng hợp. Về phía ngoài là da canvas của hãng ha. Cầm tay nha, lót cầm tay. Lên dùm shop một mã là 3777 ha. 390. Và một chiếc túi rất là xinh xắn để mình xách tay, và mình đeo vai. Kích thước của chiếc túi này bề ngang là 22, chiều cao 26 và bề dày là 17 nha. Thương hiệu dập nổi đây, thương hiệu dập nổi, da rất là đẹp. Ở đây sẽ có một cái khóa kéo miệng nha, ở đây sẽ có một cái tác hiệu và một khóa kéo miệng ở giữa. Thì bên trong lót, bên trong là lót dập thương hiệu, ở bên trong có một khóa kéo miệng, lót sạch đẹp hết. Xách tay và đeo một bên. Cái này mà không kéo được ha, không kéo được. Chỉ là cái kiểu của chiếc túi này ha. Đây là miếng tích da của chiếc túi. Rất là lạ. Lên dùm shop một mã là 3790, 450. Túi này mình có thể mình gài lại như thế này. Đây nó sẽ có nút thích 500, mình gài lại được một cái form của cái túi như thế này. Xinh xắn ha. Đeo vai. Và cái đến đó là một chiếc túi xách tay form cắm. Da của chiếc túi này là da đồi mồi ha, da đồi mồi. Và
Mời một họ hàng của rùa. Rùa thì nó sẽ có màu nâu và nó sẽ có 5 cái chóp lên. Còn này là da đời mồi ha. Kích thước bề ngang là 26, chiều cao 14 và bề dày là 14 ha. Form này là form trống, rất là xinh xắn để mình đi tiệc cũng rất là sang ha. Này nó sẽ bóng bóng. Rùa thì da đời mồi thì thứ nhất là phong thủy ha. Và ở đây là kim loại ha. Phối một cái viền kim loại. Sẽ có một và khóa cái miệng thì bên trong. Bên trong là lót da. Có một cái khóa cái miệng bên trong là sạch đẹp đó. Da thật toàn bộ để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã là 3761 ha. 1.300.000. 3761 1.300.000. Và kế đến đó là một chiếc lắc cầm tay. Chất liệu là da tổng hợp ha. Mình cầm tay rất là sang. Kích thước bề ngang 24, chiều cao 18 và bề dày là 7. Chất liệu là da tổng hợp á, thương hiệu dập nổi đây. Và mình cầm tay như thế này. Rất là xinh xắn. Và ở đây nó sẽ có một cái nút để mình cài lại và một khóa kéo mềm. Bên trong lót vải ha. Bên trong lót vải da tổng hợp và một khóa kéo mềm. Một ngăn, hai ngăn nhỏ và một ngăn. Đây dập và cái thương hiệu là Japan Rigo. Sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop mã là 2765 250. 2765 250. Và cái đến đó là một chiếc lắc cầm tay rất là xinh xắn. Da thật 100%. Để mình làm lắc cầm tay khoen khóa thì sẽ bị oxy hóa một chút xíu. Kích thước bề ngang 23, chiều cao 16 và bề dày là 8. Để mình cầm tay như thế này ha. Và phía xa sẽ có một khóa cái miệng. Bên trong là lót vải. Và mình mở ra như thế này thì bên trong sẽ có hai ngăn ở đây. Và thương hiệu Bali Made in Italy. Thương hiệu này của Ý. Lót bên trong là sạch đẹp. Để mình làm lết như thế này ha. Ở đây nó sẽ bị oxy hóa một chút xíu ngay chỗ cái khoen này. Lên nhìn shop một mã là 3773 550. Và một chiếc lớp thương hiệu Rinoma của Pháp ha. Da bò hạt. Rất là đẹp. Chất liệu da rất là đẹp ha. Và đây là miếng tết da. Da dày, rất là dày. Kích thước bề ngang 25, chiều cao 17 và bề dày là 8. Để mình cầm tay như này, thương hiệu Rinoma của Pháp. Và sẽ có một phát cái miệng bên trong. Bên trong là lót phun sơn ha. Nó bị sẽ răng răng như thế này. Và mình vẫn còn xài ok ha. Một ngăn. Lên dùm shop một mã là 3764 ha. 109. 3764 109 ha. Da thật. Bên trong lót phun sơn thì nó sẽ bị răng răng như thế này ha. Nhưng mà nó không có dính. Bề ngoài thì rất là đẹp và mới. Thương hiệu Rinoma của Pháp. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay dập vân điểu. Da thật dập vân ha. Kích thước bề ngang 30, chiều cao 18 và bề dày
là 13. Để mình xách tay như thế này, rất là xinh xắn. Sẽ có một khóa cá mì, bên trong là lớp vải sạch đẹp và một khóa cá miệng ở đây. Thì bên trong là sạch đẹp ha, có một khóa cá miệng ở đây và thương hiệu bên trong là thương hiệu Hanamori nhập trên kim loại ha. Sẽ có một cái ngăn nhỏ và một ngăn bự ở đây, mình xách tay đi làm rồi rất là ok ha. Đựng đồ thương hiệu Hanamori. Lên dùm shop một mã là 3782 430. Và một chiếc túi xách tay dập quân 6, giá thật toàn bộ ha. Kích thước bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao là 21 và bề dày là 13. Để mình xách tay như thế này rất là xinh xắn. Và giá thật nhập quân 6 toàn bộ. Sẽ có một khóa cá miệng và một khóa cá miệng. Bên trong sẽ có hai ngăn nhỏ lót sạch đẹp nhập thương hiệu ha. Và đây là miếng tết nha, da thật lót bên trong sẽ dập thương hiệu và sẽ có một cái khóa cá miệng nữa, sạch đẹp hết ha, sắp tay rất là xinh. Lên dùm shop một mã là 3793 439. Và một chiếc cặp để mình đi họp ha, giá thật toàn bộ, kích thước bề ngang 39, chiều cao 28 và bề dày là 8 ha. Xách tay một ngăn và một ngăn bự nhất. Đừng bút, đừng viết, đừng những vật dụng nhỏ nhỏ ha. Đây là miếng tét da, da thật. Và một ngăn sạch đẹp dập thương hiệu Ryman. Và bên trong là lót vải ha, sạch đẹp dập thương hiệu Ryman. Lên dùm shop một mã là 3558 ha, 409. Em đang shop giảm còn 400. 3558 400. Và cái đến đó là một chiếc túi du lịch, giá thật toàn bộ, kích thước bề ngang 42, chiều cao 28 và bề dày là 18. Để xách tay và sẽ có một khóa cá miệng, bên trong lót sạch đẹp và một khóa cá miệng sạch đẹp và một khóa cá miệng. Để mình xách tay như thế này. Lên dùm shop một mã là 3549 ha. Hôm nay shop giảm còn 600. Giá bán tại shop là 909 ha. 3549 600. Và một chiếc cặp giá thật 100%, để mình xách tay đi họp rất là ok ha. Kích thước bề ngang 42, chiều cao là 30 và bề dày là 7. Xách tay sẽ có một khóa cá miệng, bên trong một ngăn và một ngăn ở đây, lót là sạch đẹp hết ha. Đây và còn nguyên một cái tấm da.
lên dùm shop một mã là 3571 á, 590. Hôm nay shop giảm còn 500. 3571 500. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo, da thật toàn bộ ha, dây đeo là full da, kích thước bề ngang 35, chiều cao 24 và bề dày là 11. Để mình xách tay và đeo chéo được ha. Ở đây sẽ có một khóa kéo mềm quan tâm sạch đẹp và một ngăn thương hiệu dập nổi ở đây, và sẽ có một khóa kéo mềm bên trong là lót vải, có một khóa kéo mềm và một ngăn lót là sạch đẹp và một ngăn sạch đẹp hết ha, một ngăn và một cái khóa kéo mềm thương hiệu dập nổi đây nha, là da thật toàn bộ hết, xách tay đeo chéo rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3743 590. 3743 590. Và một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Nina Ricci của Pháp, da dập vân rất là xinh xắn, mình có thể mình đựng vừa tất cả các dòng điện thoại và ví dài, kích thước bề ngang 24, chiều cao 17 và bề dày là 10. Đeo chéo rất là ok. Sẽ có một nút phích, một ngăn và một ngăn và một ngăn. Và thương hiệu Nina Ricci Made in Italy. Ở đây là miếng tích da và một khóa kéo mẹ và một ngăn. Một nút phích 500 ở đây. Phiên khóa dập thương hiệu Nina Ricci, độ mới khoảng 80%. Lên dùm shop mã là 3769 ha, 409. 3769 409. Và một chiếc cặp da này, da rất là đẹp ha, để mình xách tay hoặc là mình đeo chéo, đeo ba lô đều được ha. Ở đây nó sẽ có da sẵn hết ha, dây sẵn hết, mình không thích đeo kiểu nào thì mình sẽ tháo cái cọng dây đó ra thôi, là da mộc ha. Và chiếc túi này da mộc độ mới rất là cao, kích thước về ngang 33, chiều cao là 30 và về dày 14 ha, da nguyên một cái tấm da và thương hiệu dập nổi ở đây, một ngăn và sẽ có hai cái nút mở ra. Bên trong là nguyên một cái tấm da ha. Đây là nguyên một cái tấm da, da mộc. Anh chị nào thích da mộc á, sưu tầm một chiếc túi này rất là đẹp luôn. Và một cái ngăn, đây là bự nhất, một ngăn này và một ngăn nhỏ đây. Tinh ốc đồ rất là ok, và đặc biệt cái màu của cái da này rất là đẹp ha, màu rất là sáng và vàng bò. Đây có một cái nút để mình gài lại, do bỏ đồ nhiều quá thì nó sẽ ấy ra, nút nó sẽ gài lại như thế này. Và đây là cái dây ha, dây nguyên một cái tấm da để mình đeo chéo ha, dây này mình có thể tăng đưa dài ra được. Và khóa đồng giả cổ đây là để mình đeo ba lô đó, đây là nguyên một cái tấm da kết hợp với vải bố chắc chắn, khoen khóa còn khóa đồng giả cổ rất là mới. Chiếc túi này rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 3794 ha, 609. Túi này 609 là rất là rẻ ha.
da quá là đẹp. Kế đến đó là một chiếc lách cầm tay, da thật toàn bộ ha. Kích thước bề ngang là 26, chiều cao 19 và bề dày là 7. Để mình làm lách cầm tay. Và sẽ có một khóa kéo miệng, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết. Hai ngăn nhỏ đây và một ngăn đây và một ngăn đây là sạch đẹp. Và sẽ có một khóa kéo miệng lót sạch đẹp hết ha. Da rất là đẹp. Lên dùm shop một mã là 3776 ha, 390. 3776 390. Và một và chiếc cặp laptop thương hiệu Dat London. Ở đây cái siêu còn rất, chiếc cặp này rất là mới, da là da thật toàn bộ. Kích thước bề ngang là 40, chiều cao 30 và bề dày là 9. Để mình xách tay và đeo chéo rất là đẹp ha. Sẽ có một nút hít 500 và một khóa cá mềm. Bên trong sẽ có một ngăn thương hiệu Dat London và một khóa cá mềm. Còn mã code ở đây, một ngăn ở giữa thì mình có thể đựng laptop, chống sốc cho laptop. Và hai ngăn nhỏ, lót bên trong là lót vải ha, sạch đẹp, dập và thương hiệu Dat London hết. Da là da thật toàn bộ, xách tay và đeo chéo rất là ok. Lên nhịp shop một mã là 3735 609, 3735 609. Và một và chiếc túi du lịch da canvas của hãng, da họa tiết rất là đẹp. Kích thước bề ngang 47, chiều cao 27 và bề dày là 20. Để xách tay và sẽ có một khóa cá mịn. Bên trong lót da tổng hợp ha. Bên trong lót da và thương hiệu Made in Italy, thương hiệu Digobo Made in Italy ha. Da rất là ok, da mộc phối với da canvas của hãng. Lên dùm shop một mã là 3609 ha, 3609. Hôm nay shop sale còn 500, 3609 500. Và một chiếc túi xách tay du lịch Yahoo ha. Để mình đựng đồ, mình xách tay đồ mình đi rất là đẹp. Yahoo dòng chuyên về sản xuất, thương hiệu chuyên về sản xuất Yahoo ha. Bề ngang 33, chiều cao 22 và bề dày là 16. Để mình xách tay như thế này. Đây, Lentis Made in Italy và Rewa. Phen khóa còn rất là sáng, có một khóa kéo miệng. Bên trong là lót ra sạch đẹp, có một khóa kéo miệng. Lót sạch đẹp hết ha, để mình xách tay. Rất là ok. Yahoo thật 100%, đồ mới còn khá là cao. Lên dùm shop một mã là 3766 ha, 509. 3766 509. Và kế đến đó là một và chiếc bao tử, da thật toàn bộ ha. Kích thước bề ngang 14, chiều cao 25 và bề dày là 8. Đeo trước bụng rất là ok. Da thật một ngăn, lót vải sạch đẹp. Và một ngăn sạch đẹp ha. Hai ngăn
một ngăn nhỏ bên trong và một khóa kéo mềm sạch đẹp hết, để mình đeo trước bụng rất là ok. Chất liệu dây đeo là vải bố kết hợp với da. Lên nhìn shop một mã là 3399 ha, 509. Hôm nay shop giảm còn 350, 3399 350. Và một chiếc túi bao tử ha, giá thật toàn bộ, kích thước bề ngang là 19, chiều cao 28 và bề dày là 8. Một khóa kéo mềm và một khóa kéo mềm, một ngăn và một ngăn, hai ngăn nhỏ ha, sạch đẹp, và một khóa kéo mềm ở đây thật đẹp, da thật đồng bộ, để mình đeo trước bụng rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3383, hôm nay shop giảm còn 300, 3383 300. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay. Những sản phẩm ngày hôm nay thì shop sẽ miễn ship toàn bộ ha, da là da thật toàn bộ, kích thước bề ngang 36, chiều cao 25 và bề dày 17, để mình xách tay và mình đeo vai. Sẽ có một ngăn ở đây, thương hiệu dẹp nổi, bên trong thích 500 chắc chắn, và một khóa kéo miệng, và một khóa kéo miệng, lót bên trong là sạch đẹp hết, tay và đeo vai rất là ok. Lên dùm shop một mã là 3207 ha, 309. Hôm nay shop giảm còn 300, 3207 300. Và một chiếc túi xách tay màu hồng, giá thật toàn bộ ha, kích thước về hồng gút ha, về ngang là 37, chiều cao 26 và bề dày là 14, để mình xách tay. Form này là form hớm, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong lót sạch đẹp ha, và có một khóa kéo miệng ở đây là sạch đẹp hết. Lên dùm shop một mã là 2747, hôm nay shop giảm còn 200, 2747 200. Và một chiếc túi xách tay, phần này là dập phân kết hợp, phần dưới là da ha, kích thước về ngang 36, chiều cao 30 và bề dày là 12, để mình xách tay và đeo vai. Sẽ có một khóa kéo mì bên trong lớp vải, và một ngăn ở đây là bự nhất, bên trong lớp vải ha, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây. Xách tay và đeo vai đều được. Lên dùm shop một mã ha. Chất liệu của chiếc túi này là da tổng hợp ha, phía dưới đây là da tổng hợp, đây là dập vân. Lên dùm shop một mã là 2734 ha, hôm nay shop giảm còn 200, 2734 200. Và một chiếc túi xách tay màu đen, da thật toàn bộ, ở đây là miếng tết da, kích thước bề ngang 37, chiều cao 23 và bề dày là 12, để xách tay, da thật toàn bộ, sẽ có một khóa kéo miệng ở đây và một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót sạch đẹp, một khóa kéo miệng và hai ngăn nhỏ ở đây, và một khóa kéo miệng ở đây, miếng tết da, da thật toàn bộ. Ta nhìn shop mã là 3213, hôm nay shop giảm còn 200, 3213 200.
Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Số điện thoại của shop 0973 952 507. Chào tạm biệt cô chú anh chị.